Chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với Capture để vẽ sơ đồ nguyên lý. Đầu tiên các bạn nên tạo một folder riêng cho tất cả các dự án schematic. Chúng ta sẽ mở chương trình Capture của AutoCAD. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là tạo ra một project mới. Chúng ta chọn File, New Project. Ở bục nam chúng ta sẽ đặt tên cho cái project mà chúng ta sẽ định làm. Ở đây chúng ta sẽ làm ví dụ đầu tiên là mạch nguồn. Chọn đường dẫn tới thư mục. Các bạn sẽ lưu cái project này lại. Vì mỗi project sẽ tạo ra rất nhiều file khác nhau, cho nên chúng ta sẽ nên tạo một thư viện riêng, một cái folder riêng cho mỗi cái project. Và tên của folder này thì nên gần giống với lại cái tên của project chúng ta tạo ra. Chúng ta đã có một project mới. Khởi đoạn đầu là một trang trắng như thế này. Vùng trang trắng này sẽ là vùng chúng ta đặt linh kiện và vẽ trên mặt trước hoàn chỉnh, được gọi là workspace. Phía bên góc phải của màn hình chúng ta sẽ có các công cụ cần thiết để vẽ schematic, chẳng hạn như Flashpad là lấy linh kiện, hay là công cụ để nối dây, đặt tên netlist, vân vân và vân vân. Ở bên phía bên trên chúng ta có một công cụ là Project Manager, quản lý thư mục của dự án. Ở trong Project Manager này chúng ta có thể xem các trang của dự án. Mặc định là lúc đầu chúng ta chỉ có một trang được đặt tên là Page 1. Với các dự án dài mà sơ đồ nguyên lý không thể vẽ hết trên một trang, chúng ta có thể add thêm một trang mới. Các bạn cũng có thể sửa tên được các trang này. Click vào tên của cái trang thiết kế, chúng ta sẽ quay lại trở lại bản thiết kế của chúng ta. Project Manager còn được dùng để thực hiện các thao tác khác như là kiểm tra lỗi của bản thiết kế, tạo file netlist để phục vụ cho việc vẽ layout. Như vậy là chúng ta đã có một trang trắng để chuẩn bị cho bản vẽ đầu tiên. Về kích thước màn hình của trang chính là size A. Ngoài ra nếu như các bạn cần một trang lớn hơn để vẽ những sơ đồ lớn thì chúng ta có thể chọn lại kiểu trang ở trong option schematic file properties. Có các kích thước lớn hơn size A đã được liệt kê, hoặc là các bạn cũng có thể tự định lại kích thước tùy định dựa vào ý thích của các bạn. Ở đây chúng ta sẽ chọn size A để bắt đầu cái project đầu tiên. Như vậy là chúng ta đã tạo xong được một project và các tùy chọn cần thiết để bắt đầu vẽ một cái schematic hoàn chỉnh.